Xin chào các bạn, đây là hoa lan đại bạch hạc. Tôi quay hoa cho các bạn cùng xem. Hoa thật đây là chán gì đấy, hoa nhau. Cũng đẹp ha. Đúng hẳn đó. Đây là một dài. Sao cái này nó có quả đây này. Các bạn thân mến, thì hôm nay trưa 30 tháng 3 thì như hoa đại bạch hạc thì tôi vừa đưa lên rồi đấy, nhưng mấy cái dài tôi không lấy, vì mấy cái này tôi lấy từ hôm trước là tôi đặt vào chậu rồi, nó cũng ra rễ rồi. Vì cái này là đại bạch hạc này đang nụ đây, ở đây nữa này. Thì hôm nay có mấy cái thôi, thì dạo này giải hạc rừng nó không có. Thì tôi đưa ba cái chậu này. Một cái này có hoa rất đẹp này. Đấy, thân lá thế, hoa thế, bạn nào ưng thế 200.000. Chậu kia chậu 4 là 200.000, chậu 5 hai con kiến ra đi là 300.000. Ngoài ra thì còn một cái giò gọi là kiều. Đấy, thân nó như này, hoa rất đẹp này. Nó còn một chùm đây, mới chùm nụ kia nữa. Cái này nó trên cái khúc nguyên bản này tôi vẫn treo đây. Thì bạn nào sưu tầm thì cái giò này là kiều hình 6 là 200.000 đấy. Thì cái này đóng này nó cũng hơi cồng cành, cái khủ gỗ này nó trên cái cây này nó cũng khô rồi, người ta chặt về tươi khô nó rẻ rất nhiều các bạn. Treo rất đẹp, nó có ba cái hoa đấy. Đấy, còn đây như kiếm tôi trồng cái loại kiếm lá to này, kiếm rừng đấy, thì mời các bạn là xem chi tiết. Đấy, còn đại bạch hạc thì hoa tươi tràn trên đầu view ấy, thì như cái này là 100.000, thì tôi cũng trồng có hai giò thôi, thì nó đang có nụ đây. Thì bạn nào sưu tầm thì những cái này, cái chậu này cũng mới trồng thôi, rễ tất nhiên nó vẫn ra bám ra, như nếu sưu tầm thì có thể nhổ ra cái loại này, nó rễ nó dễ sống này, ẩm ẩm dễ sống. Đây tôi trồng mấy bữa từ hôm nó chưa có nụ, tôi sưu tầm tôi trồng hai chậu thôi, thì mỗi chậu 100.000. Đây là chậu số 1 này. Thì nếu bạn nào sưu tầm thì nhổ lên, hoặc là nếu gửi cả chậu thì nó cũng phải thì tầm 5.000. Cái này thì chậu nó to hơn này. Gửi cả chậu thì chắc nó phải tiền cước phải hơn thêm khoảng 15-20.000 nữa. Thì tôi, nếu bạn nào sưu tầm, còn không thì tôi vẫn trồng. Đây là cái này hoa đại bạch hạc, hoa rất to, thì tôi sẽ tràn đấy, hình 1 là 100.000, hình 2 này thì cũng 100.000. đấy, nó bên nhiêu thân này. Đấy, cái này nó có nụ đây, đây này, nụ đấy, đây nụ cái lá nụ nữa đây. Thì cái đây này rễ đặt đây, cái này nó lên nó ra ngay này, nó mới ra rễ thôi chứ chưa ấy. Thì cái như cái này thì nhổ nên là bó nó gửi thì cũng được. Thì về các bạn trồng không tấp rêu, cái này tôi chưa tấp rêu, tấp rêu nên là nó ẩm là nên cái loại này rất này. Thân nó cũng gần giống với hoàng thảo bạch đỏ, nhưng hoàng thảo bạch đỏ là thân nó dài hơn. Đấy, vì tôi trồng cái hoàng thảo bạch đỏ đây này. Có bạn là hỏi về ở đây còn một cái giò kiều này, kiều hoa này. Đây này, hoàng thảo bạch đỏ thì trồng nó lên có tôi không chăm là nó vẫn đấy. Loại này thân nó dài tít như này. Đấy, thì hai cái đại bạch hạc này mỗi cái nó 100.000. Bạn nào không ấy còn tôi sẽ sưu tầm mỗi loại tôi trồng một vài giò. Chẳng hạn các bạn sưu tầm thì tôi lại kiếm cái khác tôi trồng thôi. 100.000 một chậu. Còn đây là có một cái bông cây này ra hoa. Nó chưa có mầm gốc. Đấy, cây giải hạc này, hoa rất đẹp này các bạn này. Mắt rất đậm này. Đấy. Cánh rất may, như cái này không phải cánh nhựa. Bây giờ là tầm 10 giờ rồi là nó nở, nó bay cong này. Cánh này cánh bầu nhưng không phải cánh nhựa. Nhưng hoa này rất đẹp, trồng một bụi mà hoa to là rất đẹp đấy các bạn. Cây này nó tầm không gian, thì cái này là 200.000. Bạn nào sưu tầm chơi hoa. Đấy. 200.000. Còn đây một cái dề này trồng ở đây. Dề này như những thân này chưa có hoa này. Thân già này chả biết khô không hoa.
Cái này trồng nhưng mà tôi không chăm sóc, nó hơi nặng, nếu bạn nào ấy thì có thể nhổ nhổ ra chậu, hoặc không nếu gửi cả chậu thì tiền cước có thể thêm 20.000. Cái thân này nó có cái kia, tôi bẻ nó xuống đây là nó đã mặc được cái kia lên đây rồi. Kia trước thì chết rồi, cái này đấy, cái này nó lên được, cái này mướt. Và 200.000 cái này của Chimoray. Đây cái thân tơ năm nay đây, cái này năm nay chắc nó sẽ sổ hoa. Thân tơ nó dài khoảng hơn 2 gang một tí. Đấy, trồng tôi để nó vật vào rồi vào đây. Thì 200.000. Thì dạo này không có hàng dần thì mỗi ngày có thể tôi đưa một vài chậu ra để các bạn làm sưu tầm. Còn đây cái chậu kiến Zani này. Thì trồng từ khi nó còn lá rừng đây. Cái bên này đây nó cũng bắt đầu nó nứt mầm gốc này. Cái này mầm gốc nó lên được đây rồi. Thì cái này là hai con kiến này là 300.000. Rồi là hình 5. Hình 5 300.000, hình 4 200.000, hình 3 200.000. Đấy còn cái kiều thì đây là các loại kiếm lá to tôi mới sưu tầm chậu này. Còn đây kiếm tiên vũ loại lá to thì sưu tầm một số cái to này trồng. Đấy còn cái chậu kiều hình 6 này thì là cũng 200.000. Cái này thân của nó phải 2 gang. Đóng thì nó hơi cồng kềnh. Cái này nó đấy, rễ nó cái này tôi treo từ mùa đợt trước này. Đây còn cái nụ đây. Đây chùm nụ rất to. Từng bụi trên kia bụi hạc vĩ nhưng mà nó đây này, hạc vĩ cũng bắt đầu chuẩn bị nứt hoa hết này các bạn. Đấy. Hạc vĩ nứt hoa tôi trồng cũng linh tinh thế thôi. Đây là một số kiến kia cái trồng tôi bỏ tôi chả chăm. Nghĩa là mình cứ để nó tên tự nhiên. Đấy. Hoa trồng hoa là rất tuyệt vời. Ừ, cái này đúng là gọi là kèo kia kia đây, đây mặt hoa mắt mũi nó như thế này các bạn nhìn này. Rất đẹp. Còn đây là có nhạn tháng 8 nhưng mà nó chưa có hoa nên tôi cũng không dám khẳng định. Đấy thì hình 6 là 2.000. Còn đây như có cái này nó mặc lung tung ở đây thì đây hoa nó cũng đây. Cái này nếu bạn nào sưu tầm thì 50.000. Đấy, còn đây tôi đang làm kỳ của trên cái cây thì hoa trắng trắng tuyền đang đang làm kỳ trên thân hoa này, đoạn này nó không có hoa đang làm kỳ để tôi kích bằng duy xanh. Còn các bạn nào đây là cho một nốt vào cái đây này. Đấy thì bạn nào quan tâm thì sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207 video này để tôi làm đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.